Nguyên xin chào cả nhà nha. Hôm nay Nguyên nấu lẩu nè cả nhà. Lẩu tôm dăm nè cả nhà ơi. Ở đây Nguyên có mua hai trái nước dừa. Chồng Nguyên có mua hai trái nước dừa nè. Với lại hai tép xả. Nguyên đổ vô để nấu nước cho nó ngọt. Ở đây Nguyên không có hầm nước. Không có hầm nước xương, nước gì hết á. Nguyên chỉ nấu bằng nước dừa. Nước dừa thì nó nhanh, nó lẹ mà nó ngon nữa cả nhà. Ở đây Nguyên có hộp tôm dâm. Một hồi nước dừa mình nó sôi lên á, cái mình để tôm dâm vô. Ở đây thì Nguyên có chuẩn bị là con cua, mua con cua này, mua cua tươi luôn á. Cái Nguyên về Nguyên ngâm đá, Nguyên rửa. Ở đây thì có cái bịch ăn lẩu nè cả nhà. Trời, cái này là trứng mực của Nguyên nè. Trứng mực Nguyên để lộn. Ở trong đây nó có đầy đủ hết luôn. Có nhiều loại ở trong đây, nó có gì là trong ở đây nó có gì á. Nước sôi thì Nguyên sẽ để này vô trước. Đây có hai con mực với lại cà chua, ở đây chuẩn bị cà chua. Nấu cái này cũng lẹ lắm cả nhà ơi, nó sôi lên là được à. Bây giờ cái nước này nó sôi rồi nè cả nhà. Nguyên sẽ để cà chua vô nha. Xong rồi Nguyên sẽ để cái tôm dâm này vô. Cái này mà có lá chanh á, để vô ăn thơm lắm luôn á. Mà này hồi nãy Nguyên quên kêu chồng Nguyên mua lá chanh, cho nên thiếu lá chanh. Nguyên dít vô 2 muỗng đi. Cái này là nấu lẩu cấp tốc luôn đó cả nhà. Lấy nước dừa nấu. Rồi, cái con cua này Nguyên cũng để vô luôn. Mấy cái chả cá này Nguyên cũng để vô luôn. Mực này thì hồi sôi cái này rồi Nguyên mới để mực vô. Khi nó sôi lên á, cái Nguyên sẽ đem ra Nguyên ăn được rồi đó. Cái này nấu lẹ lắm, không có cần nêm nếm gì nữa hết đó cả nhà ơi. Tại vì cái này nước dừa nó ngọt tự nhiên rồi. Nó sôi lên mình để mực vô lẹ là xong rồi đó. Chào các bạn ơi, mời thủ không được không? Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Vô phần cay lại. Vô cay cho mình. Tôi sẽ liền đã nã. Để cho Huy nã lại. Lẩu của hai chồng Nguyên xong rồi nè. Mời cả nhà ăn chung với hai chồng Nguyên nha. Nồi lẩu tôm dùm. Ở đây Nguyên có chuẩn bị tôm nè, với lại thịt heo nữa, với lại chả cá. Mời cả nhà ăn chung với hai chồng Nguyên nha. Nguyên chồng Nguyên có mua nấm mèo nữa nè. Nấm mèo là nấm mèo tươi á. Chứ sao ta? Đúng không ta? Nấm mèo tươi. Bữa nay là lễ Quốc Khánh ở bên Malaysia cả nhà. Cho nên hả, hai chồng Nguyên ở nhà tự nấu ăn. Màu bì gần xanh rồi cho nên không có dám đi đâu, phải chịu thôi. Ê, đổ thêm bạn xe nữa thằng Bính. Phân Gen Hoa kinh suy nơ cơ. Phòng mô tô hình đi hai rồi. Nhìn mấy người thiên tao là ý, cho mô hồi nãy cho cơ hồ mấy người nãy hơi thăng đi. Được không? Vâng, chi em mặc, tôi tiền em. Con cua của Nguyên quên lấy dĩa, lấy chén mới đúng. Nguyên thúc nào con chưa nắp con sẽ đều hô tay lại được chưa? Dạ nói gì không? Hồi tối á, người ta thổi kèn quá trời luôn, khu chỗ Nguyên người ta chạy xe máy dèo kêu mà. Ăn khoai tèn miêu ta chỉ sửa bùn ai vừa vừa khoan khoai nó hồi nào rồi nó to thế cô dùng nó phản kỳ này thôi mà cô dùng phản về phân cái bên gì không tôm
Nha, sầu ngọt. Để tôm vô. À, bên Malaysia ngày Quốc Khánh á, là ngày ngày 31 cái nhà, 31 tháng 8. Rồi đi giáo phân cảm ơn. Ở Việt Nam mình là 2 tháng 9 à, bên Malaysia là 31 tháng 8. Giáo phân khoai đèn cay lại với người nữ chịu cuộc. Ông kêu chồng Nguyên á, anh lấy lẹ lên đi rồi đậy nắp lại. Ông làm từ từ vậy á, chừng nào mà ăn. Với lại nấu nồi cơm điện nè. Cái nồi này á có cái nút nhắn để mình ăn lẩu á cả nhà, nhắn lại đọc khá lại à, nó sao hoài vậy đó. Con cua này á nhưng quên á, quên đập nó ra, đập cái càng ra. Mình đập cái càng ra cả nhà. Chứ có bươm chỉnh đó mà. Đập cái càng ra ăn ngon hơn. Nấu á. Lấy hai cái dĩa rửa không gỡ ra nữa, ăn quả để hết nấm mèo luôn. Phân một đây là phân xong rồi. Bữa nay chồng mình đi đi NSK mua mặn quá. Hả? Tại sao? Không muốn chuyện bằng quan gì? Ví dụ pha xe đèo nó cứ cao pha xuống lại, nhưng sợ cắt ra cái đầu cái gạch đó nó chảy ra uổng. Nên không muốn phòng một cái quan gian hòa. Hồi tối á họ chạy xe máy nha, trời ơi, thổi kèn bin bin, bắn pháo bông đùng đùng luôn. Mua cua này là cua thịt nhưng không có cắt ra, tại vì chưa chín nó, mình sợ cắt ra cái gạch nó chảy ra uổng. Nóng bớt em chơi thì do kém gì. Đợi ăn lẩu mà ăn dĩa quên. Nhưng quên cả nhà Nguyên à. Sai á. Sai à? Bị sữa á? Bị sữa. Nó nước dừa cái cua nó ngọt. Chù dễ xùy á. Nó thăng. Nó có dễ phóng xe chứ hình thể. Nóng quá. Dạo này gần xanh rồi cả nhà, thèm đủ thứ chứ. Thèm tùm lum chứ. Ăn cho đã. Chồng Nguyên ấy Nguyên gần xanh rồi đó, mua đồ biển về. Đây, giờ ăn đi chứ xanh này. Là hết ăn luôn, để mổ sợ ăn đồ biển không được á cả nhà, không ăn nhiều được á, với lại ăn bổ cho con ổng á chứ tốt lành gì. Nó nói để mẫu ăn đồ biển được, nếu như thịt độc thì hên xui nha. Nhưng thì Nguyên không có biết,
nhiều bạn hỏi Nguyên chứ sao gần đẻ không bảo lãnh mẹ qua đây để nuôi, chứ có hai chồng cực đâu có đâu Nguyên. Nếu ai theo dõi theo dõi Nguyên lâu thì cũng biết mà, Nguyên sanh xong rồi Nguyên vô dịch vụ cả nhà ơi, dịch vụ nuôi đẻ, trời ơi dịch vụ nuôi đẻ nó nuôi nó còn khỏe nữa, có bệnh gì y gì bác sĩ y tá chăm sóc chu đáo. Mẹ Nguyên qua đây còn gậu nó lo cho mẹ Nguyên chứ làm gì. Mẹ Nguyên qua đây cũng có biết gì. Nuôi nửa chừng cái bả lên máu Nguyên nuôi ngược lại. Dạo này con mắt của Nguyên chặn làm như nặng dữ lắm. Máy quay để đó mà Nguyên không thấy đường. Suýt ra thì đen. Nấu cái nước dừa đó cả nhà. Cái đầu cái cua nó hút vô nó ngọt, bà cố nổi cha. Trời cũng đói bụng rồi, ông ăn ký thôi, giờ cũng 3 giờ. Sẽ khơn mà. Giọng nói xong tôm nó đỏ. Cắt tôm mà không đỏ. Tôm mà không đỏ gì đó, Nguyên chuẩn bị cái thau đây sẵn để xung bên nã quần. Khi chồng Nguyên sẵn lấy cái chén luôn. Ê. Chém đưa lấy cái tô, con hỏi lên muốn lấy cái bự hay nhỏ, thua. No. Chồng nó bụng mà nó hết nó soi không kịp cái cuộn nữa. Đợi nó soi cái hết thanh xuân. Ui. Cao xã ơi, cao xã khai tao chăm. Rỡ nãy giờ mới ra cái đùi cực bự cho bá. Nấu nước dừa thôi cả nhà, không phi hả? Nguyên chỉ ăn tôm thôi, ăn đồ biển thôi. Nãy mình định lấy bún á, thôi no quá ăn không nổi. Giấc lại đi trời ơi, còn mò nó còn kiếm còn lựa nữa. Sủi bao sủi bên bao anh
toan phân phân chiều hả suốt mực để lâu cái nó gút vô ca khe bên á ngã quẩn chú ơi con ngã quẩn à rau mực cũng phải ăn lắm. Có hai cái chồng ngủ biết không? Ừ, ngủ biết không? Ngủ xưa có hai cái chồng người phân sai ngủ chồng vừa chăng là tha ít cột khoai vậy đấy vừa khai là nhị má phân to ấy rô hải giang mà phân lâu rồi không ăn cái nồi lẩu trời nó đã gì đâu chồng mình để rau nó không nếm từ cộng nguyên là muốn hốt cái một để vô phân ra phản na bên nè để phân tiền còn mình nó sai sư bu quả nè về bui hoài ta sao á chồng mình để cái gì á bệnh gạo ăn không hết á nó không bị hư không để chung với gạo á mua ở miếng nè à ủa nó cho nó ngon nấm mèo tươi á hai chồng phá á nó xin thêm bị gạo thôi ha hai miếng ổ cam ha nấm mèo tươi ngon tính xào khăn tao mai rồi hô bên mà mới dùng khăn tao nấm mèo tươi ăn ngon nó không bị khô khô mèo chứ gì đâu trời ơi chân nhỏ chân mà bị chắc yên không như do chân chiều mà chiều không có chiều thay gì nhiều ăn cắn xinh xem mình ra học xưa mà chồng nó mua nấm mèo á mua về á mình tự ngâm nó ngon hơn đâu ngon đâu bạn cả nhà nó tươi nó mới ngon nấm mèo tươi nó ngon hơn còn còn nóng tại sao nồi lẩu này ăn từ đây cho tới tối luôn á. Thanh đang hơi chèn chèn mà. Gô su bu quẩn nè. Thịt ăn không hết đâu. Hai bịch thịt. Nó đèn bao luôn mà. Thịt mà kiểu như ăn lẩu á, cùng khói gì đó. Hai bịch bự bự nhỏ ăn lẩu phải có thịt này nó mới ngon hôm nay ăn cơm trễ thường giờ trưa cũng nguyên là 1:30 hoặc là 1 giờ chồng nó bụng nó ăn nghiêm gù cho tận xe đằng xưa Oh.
Nguyên ăn cua Nguyên ngu lắm, Nguyên không thích ăn cả. Ăn lẩu phải 3-4 người ăn mới ngon ha. Nhiều ăn đi còn nhường nữa, cả đống mà nhường. Còn tối ở xe eo vui lắm, chở hết anh tao hoàng xa xe eo thành đơn nào à, thằng mình lai á làm câu chuyện mà dùng miêu phan nhân hoa không hoa rồi. Tôi thấy lai á, lai video qua cả nhà là chim á, ở xe eo á đông vui lắm. Thành khoai cuộn nó đủ độ nóng mà cả nhà, màu sồi lắm. Nó có chế độ tắt á, ăn lẩu á nấu cơm mà quên bật cái nút đó ha là xong đời luôn, nó nấu khét nồi cơm. Càng đưa tôi chồng Nguyên ăn dạo nào Nguyên biết thèm mà đó nha, ăn biết thèm chẳng xanh rồi mới biết thèm ăn ngon miệng. Lột của chồng Nguyên ăn Nguyên giặt đồ để dầu xả cái gì dầu xả nó bậy. Ừ, nước xả sòi quá trời sòi luôn. Xào xào bào trong nó no chưa hay là phẳng trong nó no à, hay vậy chứ ăn không nhiều cả nhà ơi, thấy được khai cài bây giờ còn ấy bây giờ còn đâu vậy em khai cài từ từ sửa.
mua trái nước dừa hai chọng trái là đủ rồi, mà cái nồi cũng nguyên nó bự nồi cơm, cho nên mua hai trái. Nhưng mà giá sườn chanh nãy này nó cơ cũng như tinh hả, hỏi chồng đi mua nước dừa ở đâu à, mua ngay đèn đỏ khu chỗ Nguyên, chồng Nguyên mà ở đó bụng mà ổng ăn ổng buồn hiu à. Lột cho ăn khỏi lột, giơ tay còn giả bộ. Cái gì mà ngon hả? Xưa xào lĩnh á. Giờ khoai bào ha. Ăn lẩu mà ít người quá cái màu nò. Hai chồng ăn hai lần mới hết á chồng, chứ một lần không hết rồi. Xem trên mạng nhiều người ta múc ban á, ăn hẳn của mình múc ban chứ đến xưa trong quán của dù ly hai nè, cái tùng tinh hay dư chè, cái tùng tinh hay dư chè y cơ đến xưa chị y lèn khe di nhiễu rồi. Ở Hàn Quốc đây hả? Người ta bút ban thịt bò ăn bằng 2-3 ký ớn kìa. Nguyên ăn cơm của mấy con mà Nguyên non em con cua đó chưa được một tí á. Mình thích ăn thịt bò. Mà na bên hiểu mà hiểu rồi à. Hỏi ổng gì ổng cũng không biết. Sao lại cho bên chim chim. Mình chơi gì dưới thì mình sang lẻ. Mình nói tới nói chồng mình anh lên đây anh ngồi mình ngu rồi. Nó tưởng là anh hiền. Dù sắc lẻ mà dù ý cơ quên quá anh lòng cũng hình sang lẻ như thế ạ. Làm chết chồng Nguyên không có hiền đâu. Nguyên được cái nào nó nhiều thôi cả nhà. Chứ chồng Nguyên không có hiền đâu. Chồng Nguyên không có hiền đâu. Quá vừa kêu. Tại ông lên đây á, ông nghiêm vậy đó. Tắt video đi rồi biết với ổng. Chồng Nguyên được cái ông du tính thôi nè, hiền thì không có hiền đâu. Gia trưởng nha, tánh gia trưởng nha. Sai. Chồng Nguyên gia trưởng. Chồng Nguyên không có hiền, kiểu như ông lớn tuổi á. Với lại kiểu như ta chỉnh chạc ra nha. Nguyên thì nhỏ, Nguyên nhỏ hơn chồng Nguyên 3 tuổi á. Chồng Nguyên tuổi ngựa, Nguyên tuổi dê. Chồng Nguyên lớn hơn Nguyên 13 tuổi. Tất nhiên ta chỉnh chạc hơn.
bây giờ ông tánh hơi nít xíu rồi đó, tại cứ vợ nhỏ tuổi. Tánh Nguyên thì hơi nít xíu. Không có người có nghiệp quá, nghiệp bạo tuệ. Rồi bóng không rồi. La chú lại à. À ổng. Ừ. Bắt Trăng thì truyền ra chú lại Trăng mà. Ta xèo hơn mấy vụ á, ta thử vụ á. Trời ơi, em không gỡ cái phía sau à. Bao tử của nó nha. Con nhỏ đâu có đâu, con bự mới có. Ông bữa nay ông hiền á. Ít nói, bữa trời chứ khùng với ông. Mà được cái chồng mình hơi vô duyên xíu nha. Đúng không? Xưa là phần Bộ mấy một xưa gì vậy? Chồng nó chắc chắc ăn chả cá nó no. Bột không. Nhưng đâu ăn. Bác sĩ không cho mình ăn. Chồng mình không có hiền đâu cả nhà. Ông tưởng như hiền, nói chung là không hiền, không biết diễn tả sao. Mà đừng có ấm khôn cái là lên video ổng ít nói, không biết nói gì, nói sợ, nói bậy trúng chữ. Nguyên thì bình thường. Xong rồi đó. Thôi đi. Ừ, tận chơi đi. Ăn có tí xíu mà no à. Còn tôm nữa. Chồng Nguyên thì không hiền đâu. Rất là nhiều bạn mới vô kênh của Nguyên nói Nguyên chồng Nguyên hiền, Nguyên hung dữ này kia ha. Người ta coi thời gian cái người ta nói trời ông chồng này ông cũng dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Nhưng mà ta biết chuyện cả nhà ơi. Hả? Nhớ sao mà. Biết không? Kiểu như lớn tuổi rồi đó. Từng đi xe đó, mày mâm anh xưa. Nhớ mà khoan ai chị xe. Chồng Nguyên á. Mà ổng nhây số 1, không ai nhây số 2. Nhưng mà chồng Nguyên hơi vui tính nha. Vui tính lắm. Thằng ơi, thì xưa ra chen mà xưa xưa. Cô xưa ra chờ thằng nó không. Dặn lo lớn lên xíu rồi đó. Không biết sao bữa nay bụng hiu không biết không, chắc không đói bụng. Mệt quá ăn không nổi nữa. Không nổi cái nhà tiệc dán dữ lắm luôn á. Nguyên thử ăn hết không mà ăn không hết. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Bye bye. Chúc cả nhà một ngày mới thật an lành. Bye bye.